Ni Viện Thiện Hoà. Ni Viện Thiện Hoà tọa lạc tại số 153 Claston Street, Cabramatta, New South Wales 2166, Sydney, Australia. Ni Viện Thiện Hoà là một ni viện đầu tiên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, đã chính thức khánh thành tại Sydney, Úc Châu vào ngày 24 tây tháng 7 năm 2016. Tổng chi phí xây dựng hoàn tất là 1 triệu 2 đô la Úc do ni sư chủ trì. Ni Viện Thiện Hoà là ni sư Thích Nữ Phước Hoàng.